Chào ông Sáu ha. Ok. Dạ, chúc ông Sáu ngày mới có nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an. Dạ, hôm nay thì cũng có dịp con trở về đây. Tôi cũng có nghe nói là ông Sáu cũng biết nhiều về cái những cái tích, những cái tiểu sử của các cái đình miếu ông Sáu. Cũng cũng xin phép ông Sáu chia sẻ đôi vài nét về cái tích của bên ông bà chủ chợ Đỗ Cúng Tường đó ông Sáu. Nói về di tích của ông bà chủ chợ thì tôi cũng có am hiểu một phần, nhưng mà cái chính xác thì nó cũng không là nói là chính xác nhiều, nhưng mà hiểu về cái di tích của ông một phần, một góc độ nào đó. Hiện nay tôi cũng nói với mấy em là ngày xưa đó ông bà chủ chợ là ổng là Đỗ Công Tường, tên chánh ổng là Đỗ Công Tường, mà cái chức ổng là chức câu đương. Câu đường Câu đương là chức sự kiện cũng như tòa án giờ vậy đó. Rồi ông về ở đó, ông về ở cái làng Mỹ Trà đó. Ngày xưa chưa có chợ, ông ở chỗ làng đó. Ông lập một cái vườn, có cái vườn quýt, vườn quýt mà vợ ông này tên Lãnh. Bà lãnh ha Bà Lãnh. Hồi ngày xưa người ta kêu ông câu bà Lãnh, tức là cái chức của ông là câu đương, công đường người ta nể là không kêu tên ông mà kêu ông câu, tức là chức ổng như tòa án vậy đó, ông với bà Lãnh. Nó ngộ lắm. Cái vườn quýt thì mình cũng không nhớ rõ cái năm nào, mà năm dịch dữ tợn á, chết trốn kịp đó, trốn kịp á. Cái ông bà mới nguyện giái thế tử, mà trước đó đó, cái sau này là thế tử là sao, là trước đó đó ông bà chủ chợ thấy bà con dân quê làng rồi này kia nọ đó, là nhóm chợ chồm hổm đó, bán khúm 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 này kia nọ đó, ông bà mới thấy tội nghiệp mới phá cái vườn quýt ra, thành lập cái chợ cho dân chúng nhóm mua bán làm ăn đó. Bởi vì người ta hồi đó người ta chỉ kêu cái chợ là Câu Lãnh, mà sau này sợ né cái chức vụ của ông, người ta không nói, đổi là chữ Câu, Câu Lãnh ở làng Mỹ Trà ngày xưa. Cũng như giống như là ông bà chủ chợ là hy sinh cái vườn quýt mình Hy luôn sinh đất đai này kia nọ đó, ha. hy sinh là mở ra một để cho làm cái chợ cho ấy, rồi càng ngày càng phát triển lắm. Rồi tới năm mà dịch bệnh hồi trước, năm ngàn tám trăm mấy, bảy bảy trăm mấy vậy đó, lịch tả rồi đó, mà chết chung không kịp. Rồi ông bà mới đặt bàn ngân án, mới nguyện thế tử, Hai ông bà nguyện ha. nguyện thế tử tức là độ cho dân chúng hết, thì hai ông bà xin thế tử. Thì tới tháng 8 là mùng 8, mùng 8, mùng 9 tháng 8 này đó, là bà đi trước, sau tới ông đi, là hai ông bà đi liên tục trong 3 ngày đó. Hai ông bà đi liên tục thế tử là dân chúng tự nhiên bình yên. Vì vậy ta mới lập cái miếu đền thờ, cái miếu thờ của ông bà. Hồi đó là chưa có kêu đền thờ, kêu miếu miếu ông chủ bà chủ á. Hồi đó cặp kinh thầy cừ, cặp cái mương, có cái mương trước mặt miếu đó, miếu đó có cái mương, kêu bằng kinh thầy cừ đi ở ngoài đi vô, thì ngó mặt là gì đó, là kinh thầy cừ. Rồi sau này đó là sau giải phóng rồi người ta mới liếp kinh đó là bây giờ. Rồi cái đền, cái chỗ thờ của ông bây giờ người ta lập lại là để đền thờ, nó phát trương thêm để đền thờ ông bà Đỗ Công Tường. Còn cái chợ đó sau này đổi lại là Câu Lãnh, chứ hồi trước là ông Câu Bà Lãnh, là ông ấy chức công đương nó. Thành ra cái gương hy sinh cao cả của ông bà đó là dân chúng muôn đời, bởi vì nguyện thế tử cho dân để mua cái sự sống của nhân dân, gương đó chưa ai làm được. Đúng rồi, con cảm nhận nổi da gà luôn á ông Ừ. Sáu. Đó, con thấy không, đời này được mấy người hy sinh cả thân thể, cả vật chất, cả tài sản, kể cả quy quyền chức tước gì, hy sinh tất cả để chỉ mua sự yên lành cho nhân dân, có ai mấy ai làm được.
Bởi hàng năm cúng năm sáu có gì giữ cúng hết. Nhưng mà mấy năm nay nó yếu thành ra không có đi. Chứ trước là sáu là có chim ở dưới ạ. Dạ ông Sáu mà ông bà chủ chợ á, Cao Lãnh là có con cháu gì không ông Sáu? À, sao không có nắm rõ? Dạ. Bị nó lâu quá thời gian đó 1700 mấy. Dạ. Nhưng mà nắm rõ gì tiểu sử của ông vậy đó. Mà dạ. Sáu đã biết ở tại đó. Dạ. Nếu vậy là con có nhớ là có mấy cái mộ ở phía sau. Ừ, đó. Ngày xưa ông Sáu có về làm việc ở tại tại Cao Lãnh tỉnh Kiến Phong á. Dạ. Có làm việc đó. Thành ra những cái gì của ông đó là Sáu ghi hết, thấm nhuần hết. Dạ. Ai kể là sao, ông Sáu chi tiết gì 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 đó, ông Sáu nắm hết. Đó. Thành ra con ơi, những bậc tiền nhân đã hy sinh cho mình, mình phải chú trọng vào đó, chứ đừng mơ tưởng chùa chiền Phật này Phật kia độ mình. Không có, không ai độ. Dạ. Không có ông độ, không có Phật nào mà độ mình làm giàu hay gì hết trơn. Phật đấy là một cái đấng giác ngộ dẫn dắt chúng sanh, như Sáu nói nãy nè. Đấng giác ngộ toàn thiện toàn mỹ để dẫn dắt chúng sanh giải thoát cái luân hồi. Cháu không có là độ mình làm giàu. Ông đã giàu rồi ông bỏ mà. Nó cung điện ngai vàng điện ngọc mà ông bỏ. Ông tìm cái chân lý để giải thoát cái luân hồi. Đó. Sau khi ông đắc quả rồi ông mới đi nghĩa là để hoằng hóa chúng sanh. Mà ông cũng không xưng ông là Phật nữa. Ông đắc quả ông là Phật đó. Nhưng mà chúng sanh tôn ông là Phật. Bị ông linh hiển quá tôn là Phật mới gọi là Đức Thế Tôn. Thế gian tôn ông là Phật mới gọi là Đức Thế Tôn. Yeah. Ừ? Chứ ông đâu có xưng ông đâu. Ông đi cũng như ông Minh Tệ vậy đó. Dạ, giống như ông Thích Minh Tệ. Cũng như Minh Tệ giờ đi xa xa là ở này người ta quỳ lại rồi. Tức là cái quả của ông Tệ đắc đó. Dạ. Con thấy ông đắc quả từ chỗ Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Dạ đúng rồi. Đó. Mà ông Minh Tệ ông nói ông đâu là cái gì đâu. Dạ. Ông là ông tu học thôi. Ông đâu, cũng như Đức Phật ngày xưa ông cũng đâu nói ông là Phật. Mà chúng sanh thấy những cái oai linh của ông. Dạ. Chúng sanh tôn ông là Phật. Gọi là Đức Thế Tôn, thế gian tôn ông là Phật. Dạ. Chứ ông đâu khoe ông là Phật đâu, nhưng tệ giờ ông đâu khoe ông gì đâu. Con thấy bà con quỳ lại quá trời. Đấy, con thấy xa xa rồi, ông này quỳ lại rồi. Cái đó là cái quả của ông Minh Tệ là đắc quả. Dạ. Canh linh của ông đó. Mà con thủy thở đời nay đó, đi vậy đó, không cháy da cũng tráng gì hết. Dạ. Điểm thứ hai nữa, nửa tháng, một tháng tắm lần mà mình mấy thơm phước không hôi. Ồ. Bây giờ 6 giờ mỗi ngày mỗi tắm không tắm không được. Yeah. Đó mà ổng như vậy đó mà không hôi là cái huệ của người ta có rồi. Yeah. Cái chân lý của người ta có, cái huệ người ta có rồi. Mấy người cha kia có không? Mà ông sư Thích Minh Tuệ là chưa có ngồi để mà thuyết pháp cho bà không con có. Đó mà đắc. Mà nói ai cũng xưng con không à. Bởi vì ông nghĩ rằng những người đó sau này có thể cao siêu hơn ổng. Thành ra ổng không có xưng cái gì hết. Ổng chưa là gì, không có thầy, không có gì, không có sư, không có thầy gì hết. Ông là người đang tu học. Ông khiêm tốn vậy là tốt quá chứ. Chân lý á. Sao theo dõi hết trơn á. Coi tối ngày theo dõi lắm. Ừ. Bởi vì sao nói cho nghe là cái tu là phải cho cái hạnh ở chỗ đó. Dạ. Cũng thấy có nhiều bà con mà gặp ông sư cứ tự khóc luôn. Ừ, khóc luôn. Cái khổ hạnh đó có mấy ai làm được không? Yeah. Mấy ai làm được? Đó cũng như bây giờ như ông Nguyễn Nhất Ngộ, ông Nguyễn Trung Trực nè, đã hy sinh, thà là giết chết chứ còn không có đầu mày. Đó, hy sinh cứu mẹ, trung và hiếu, ông được hai cái đó, là ông được là ông được thành thần là quan tự năng đại thần đó là trung và hiếu, hai cái trung và hiếu. Hy sinh cứu mẹ, trung và hiếu. Có ai được vậy không? Dạ. Thôi. Đó ông Nguyễn Trực á. Có thằng cháu không á. Nó thương cháu lắm. Nó ở Long An á. Nó xuống cái nó nói. Cháu biết hết hả? Ông nào tên gì tên gì? Tà ông tổ thần gì ông tả ba ngũ ba gì ông sống biết tên trơn. Sao có nhiều cái đặc điểm đó mà sao nói thiệt con nghe sao không giả khờ đi đâu vậy đông người gì sao không khi nào sao nói sao là cái gì hết nhưng mà biết tất cả hết
bây giờ con đem đi mấy ngàn người trước mặt Sáu, mà Sáu đứng phát biểu một cái đề tài gì đó là Sáu nói phản nhiên, khỏi cần soạn giấy tờ. Bởi mấy cái đình đi cúng hay mời Sáu phát biểu, mà Sáu phát biểu là Sáu nói rõ cái đình đó di tích thế nào thế nào thế nào, nào năm cúng sao, dân chúng đó sao, tôn thờ sao, để Sáu nằm ở trên á, mỗi chỗ vậy Sáu nằm nửa tháng. Dạ, mà cái sẵn con hỏi luôn á ông Sáu, là giữa cái nét văn hóa về cúng đình cúng miễu của miền miền Nam cũng như miền Tây nói riêng và ở ngoài miền Bắc á ông Sáu, là có cái gì giống và khác nhau không Sáu? Nó cũng giống nhau, cũng giống nhau, cũng chung vậy. Dạ. Cũng như bây giờ Sáu nói bây giờ nhiều cái đình nhiều ông không biết, không biết cái lịch sử, thờ mà không biết. Dạ. Nó thờ mà không biết. Bởi vì Sáu nhiều khi Sáu lên phân tách, nhiều ông ngẩn ngơ không biết. Sáu đi miền Bắc, cái thờ phượng ở ngoài á, thì cũng trang nghiêm, nhưng mà cái xây dựng nó không bằng trong mình. Cách năm gian rộng, ba gian giữa, hai cái bắc dần, năm gian rộng. Mà thấp, đình làng không phải thấp sủng hả? Còn mình cao, mình làm cái gì cũng cao ráo hết trong mình. Bị trong mình nó ảnh hưởng cái châu Âu. Ảnh hưởng từ đầu vua Gia Long rồi Minh Mạng, Thiệu Trị từ Đức này kia nọ đó. Tới Khải Định đó là ảnh hưởng Tây Phương. Mình làm cái gì cũng cao hết. Với trong mình đó, nó ít có dông bão, còn ngoài kia dông bão mà cất cao cũng được. Đó, thành ra cục thờ phượng cũng chỉnh chạc, cục cúng cũng vui lắm. Đó, cũng mấy. Ở Đền Hùng cũng vậy, ở Đền Hùng thì cũng quy nghi lắm, cũng quy cách vậy lắm. Cũng giống như mình ha. Cũng giống, cũng nhạc lễ, cũng ấy này kìa, cũng mà ở ngoài cũng ấy lắm à. Cũng là đông, cũng xây chầu. Tế rồi kia. Cũng là tươm tất lắm à. Dạ. Nhưng mà cách thờ phượng, thí dụ bây giờ hỏi địa phương nè. Bây giờ, trong nhân tế tại sao có bạch mã? Tại sao thờ ngựa trắng? Dạ, trong nhân tế không sao. Mà đình nào cũng thờ ngựa trắng để bạch mã đó, cái bàn dạ, con vô con coi đó, dạ, con quay đi, dạ, để bàn bạch mã. Dạ. Nhiều người không biết ý nghĩa là tại sao thờ ngựa trắng, bạch mã là gì. Rồi cai ngư lăn lại đó, là tại sao thờ con rái cá. Dạ. Phải hiểu tới đó nữa. Dạ. Con có thấy con quay mà con cũng không biết. Sao giải thích con nghe. Dạ. Ngày xưa đó, ông Lý Công Quẩn, Lý Công Quẩn là đệ tử của ông thầy Sư Văn Hạnh. Lý Công Quẩn á, hồi đó ông Lý Công Quẩn ở chùa, ở ông Sư Văn Hạnh nuôi. Rồi cái bắt đầu là ông Lý Công Quẩn mới ở ông chùa đó, ăn cắp trái cây ấy này kia nọ, ăn này kia nọ phá. Cái mấy ông hộ pháp nhỏ, còn nhỏ đó. Dạ. Mấy ông hộ pháp mét ông sư, bởi ông sư đó có huệ, Sư Văn Hạnh có huệ mà. Dạ. Mấy ông hộ pháp mét ông Sư Văn Hạnh mới rầy cái ông Lý Công Quẩn ra sao dắt anh sao dắt từ chùa để dời hộ pháp đi 8 dặm, tự nhiên hai cái tượng hộ pháp đi bay đi mất tiêu. Cái ông Sư Văn Hạnh về không biết rồi. Bị ông biết cái mạng của ông Lý Công Quẩn là vua. Hiểu không? Cái ông năn nỉ. Con thôi giờ hổ hấp về đi con. Rồi sau này đó lớn lên đó, ông Sư Văn Hạnh mới giải thích con là cái mạng đế vương. Sau này con nắm sang hà sa tắc. Hiểu không? Con đừng làm vậy này kia nó dạy dỗ. Đó. Là ông Sư Văn Hạnh đó, bởi vì có đường Sư Văn Hạnh, bây giờ tôn thờ ông Sư Văn Hạnh là thầy của ông Lý Công Quẩn. Dạ, con có thấy cái đường đó. Đó, con thấy không? Đó, mình phải hiểu tới đó. Rồi kể từ cái chỗ đó mới tại sao có thành Gia Long. Hồi đó ở trong này Hoa Lư ở Ninh Bình rồi cái nọ trong này nè, Phú Thọ rồi đó. Là cái thủ đô Hoa Lư hồi trước. Rồi chào ông Lý Công Quẩn, ông Sư Văn Hạnh mới đề nghị là dời về đất bằng, về đồng bằng. Là chỉ có ở vùng Hà Nội bây giờ đó là mới đồng bằng. Khi về cái này á, ở Đại La, hồi trước là cái khu Đại La đó là toàn rừng rậm không. Rồi muốn xây cất cái đền vua là không biết làm sao mà xây. Không biết hướng nào lựa Đông Tây Nam Bắc. Trong một khu vườn rậm như đó,
ông Lý Công Quẩn, ông không biết đường nào là gọi là mở cửa ngộ môn quan, không biết. Thì ông đứng thì có một con bạch mã xuất hiện bay xà xuống, mới đi dậm chân ở đó, mà dậm chân cái nào nó lún sâu xuống vậy nè, dậm chân đó ba cái rồi bắt đầu chạy, mà chạy tới đâu là lún đó. Ông Lý Công Quẩn mới cho quân mới đi theo, mới cấm bước chân của con bạch mã đó tới đâu đó là phải cấm theo tới đó. Thì chạy một vòng về tới đó là dậm ba cái là biến mất, là biết là ngộ môn quan tại đó, là cái cửa thành Thăng Long Hà Nội giờ đó. Đó là nhờ con bạch mã. Là mã là cái ánh sáng biến xuống là có cởi dưới đất không môn sáng hay là trên không thôi? Hiện thân xuống đất luôn đứng dưới đất luôn, đặng bư đất đó, đặng cho thấy cái dấu vết đó. Khi ông dậm chân ba cái là chỗ đó là ngõ môn quan đó, là cái cửa chánh đó. Rồi ông chạy tới đâu lúng tới đó là ông đằng này mới cho quân đi cấm dài theo mới bọc lên cái thành Thăng Long bây giờ nó. Từ chỗ đó đó là vua mới nghĩa là nghỉ công lao của bạch mã, mới là ghi vô trong cái sổ văn tế tất cả các đình miếu lăng tẩm đều thờ là bạch mã hết. Bởi vậy ông thắc mắc giờ bữa nay mới hiểu rõ đấy, bạch mã. Mà bạch mã ngày xưa là sao? Bạch mã quan trọng lắm. Đức Phật Thích Ca cởi ngựa trắng đi tu mà, ngựa trắng là bạch mã là của Đức Phật Thích Ca, phải không? Rồi bây giờ tới bạch mã để khai cái thành Thăng Long. Tại sao kêu Thăng Long? Đó, đặt cái thành Thăng Long. Khi hoàn tất rồi đó, ông vua không biết đặt tên gì nữa. Thì nổ một tiếng cái ầm á, thì có con rồng ở dưới bay giọt lên. Đó, có con rồng vàng ở dưới bay giọt lên, mới gọi là Thăng Long, tức là rồng bay. Gọi là Thăng Long thành, thành Thăng Long, mới đặt cái tên tới Thăng Long đó giờ. Nó sự tích nó là vậy. Là cái sự tích của thành Thăng Long. Thăng Long đó, Thăng Long thành đó. Rồi tại sao thờ con trái cá? Lúc nào? Nó có những cái chuyện mà người ta không hiểu. Bởi vì Sáu đi mà phát biểu các định đó, Sáu kể ra ai cũng lắc đầu. Chưa bao giờ thờ chứ không biết. Nói hồi xưa ông bà thờ vậy để vậy chứ không biết cái ý nghĩa nó thế nào. Rái cá là sao không có? Rái cá hả? Thờ hồi trào vua Gia Long tới giờ. Sau khi mà vua Gia Long bị Tây Sơn nó quánh ra, chạy ra Phú Quốc. Sau này Gia Long mới tập hợp, Nguyễn Ánh đó, mới tập hợp quân đến tính trở lại phản pháo, tính đánh lại Tây Sơn. Nhưng mà binh không đủ, không đủ mạnh. Thì khi mà xuất quân đó, là bao nhiêu bầy rái cá nó ẩn hiện ở trước mũi tàu của mũi thuyền của ông vua Gia Long hết, đi không được, nó nổi cứng ngắc con hết, đi không được. Vua Gia Long mới nghĩ là có một cái điềm xấu, chứ phải vô trận đó là bị thê thảm rồi, Tây Sơn nó quánh chết rồi. Thì từ chỗ đó ban thấy cá cứu Gia Long, cản ông lợi đó. Bởi vì mới vô sử sách là tất cả cái đình nếu phải thờ là cai ngư lăng lại, tức là rái cá. Chào vua Gia Long tới giờ nó có những cái màu nhiễm đó, thấy không? Xưa nó tỉ mỉ những chỗ đó mà nhiều người không biết, thờ chứ không biết là gì. Nó mấy cái đình cũng không có cúng tiểu sử không sao để không có những người hiểu biết sâu á, thành ra chỉ nói truyền lời thờ vậy thôi, chứ còn không có hiểu ý nghĩa là như thế nào. Sáu thì sáu nắm cái ý nghĩa của nó. Sáu cũng có duyên chia sẻ nhớ, con thấy không, những cái mà khía cạnh mà người ta không biết để chi, để cho lưu truyền hậu thế. Cũng như bây giờ nói trong đạo hảo, nói cái chữ củ quyền thất tổ giải thích không rồi. Giải thích không được, tại sao củ quyền mà tại sao thất tổ? Quyền tổ, quyền tông chỗ nào mới là thành củ quyền? Thất tổ, tổ nào mới là bảy tổ? Thất tổ. Giải thích không rồi đó con. Đấy. Một sao nắm cái đó hết, cốt lõi của nó, nắm đó.
Dòng theo giải thích con An, cổ quyền chính phải không? Chính hả? Mất ngón à, còn chính phải không? Dạ, đúng rồi. Cổ quyền nè, đời nào nào, cha nè, nội nè, cố sơ, sờ, sẩm, cẩm, kỹ, cũ. Chính đời của cổ quyền thất khẩu, nội quyền tổ, quyền tông mình là chính đời nè. Dạ. Tới chữ cũ nè, cổ quyền nè. Tới đời cha nè. Nó có sơ sờ sẩm cẩm kỹ cũ, nó cũ nó đổ xuống mới là cũ quyền thất tổ, như sao cỡ hay kể nãy quốc tổ, Phật tổ, tiền tổ, nội tổ, ngoại tổ, nghiệp tổ, bảy đời. Đất nước là trên hết. Tại sao Phật không để ở trước mà ơn đất nước là trước? Là đất nước này nó quan trọng. Yeah. Là quốc tổ. Yeah. Mới tới Phật tổ, nó tiền tổ, hậu tổ, nội tổ, ngoại tổ, mới tới nghiệp tổ. Tất cả những nghề nghiệp gì mà cũng nằm ở trong cái tổ hết. Yeah. Ừ? Con làm kỹ sư, bác sĩ, tất cả gì cũng nằm trong cái tổ này nè. Bảy tổ. Yeah. Tổ nghề ha. Yeah. Nghề đó. Nghiệp. Yeah. Trong đạo không ai biết cái gì nữa. Trong đạo hảo á. Thờ thờ chứ không ai biết cái đó. Yeah. Sao thấm nhuần lắm nhưng mà sao không có nói.